chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Bão Milton đổ bộ Florida, kèm lốc xoáy kinh hoàng. Tâm bão Milton đổ bộ vào đất liền với cường độ bão cấp 3, cách Sarasota khoảng 8 km về phía bắc và di chuyển về phía đông đông bắc với tốc độ 24 km/h, theo Trung tâm Bão Quốc gia. Sức gió duy trì ở mức tối đa của cơn bão là 185 km/h, khi nó vẫn là bão cấp 3, theo thang bão Saffir-Simpson gồm 5 cấp. Trung tâm Bão Quốc gia cho biết, mực nước biển dâng cao, gió cực mạnh và lũ quét vẫn tiếp tục đe dọa tính mạng người dân khi cơn bão di chuyển vào đất liền. Khoảng 160.000 người sinh sống trong cảnh không có điện ở hạt Sarasota, nơi các quan chức quản lý tình trạng khẩn cấp cũng đang theo dõi chặt chẽ tình hình chiều cường. Trưởng phòng quản lý tình trạng khẩn cấp của hạt Sarasota, Sandra Tafumani, cho biết phần lớn khu vực đã hứng chịu chiều cường khoảng 1,5 đến 1,8 mét trong cơn bão Helene và bất kỳ điều gì cao hơn thế sẽ là thảm họa đối với khu vực. Theo đài NBC News, trước đó cảnh sát trưởng hạt San Lucie Kate Pearson cho biết có nhiều trường hợp thiệt mạng do lốc xoáy tấn công hạt San Lucie khi bão Milton tiếp cận bang Florida. Cơn lốc xoáy ập đến vào khoảng 16 giờ 28 phút giờ địa phương ở Fort Pierce. Người phát ngôn của Sở Cứu hỏa San Lucie cho biết có 2 trường hợp tử vong được xác nhận và nhiều người khác đã được đưa đến bệnh viện. Ảnh hưởng của bão Milton đã gây ra lốc xoáy khắp Florida khi cơn bão tiếp cận bờ vịnh của bang. Thống đốc Ron DeSantis cho biết đã có 19 trận lốc xoáy được ghi nhận trên toàn bang. Đài ABC vừa đưa tin bão Milton đã đổ bộ vào bờ biển phía tây bang Florida vào tối 9 tháng 10 giờ địa phương, tức sáng 10 tháng 10 giờ Việt Nam, ở mức bão cấp 3. Các dự báo trước đó cho rằng bão Milton sẽ đổ bộ vào đất liền với cường độ bão cấp 4. Mặc dù bão đã suy yếu xuống còn cấp 3, nhưng cơn bão lại đang tăng về quy mô và vẫn sẽ là cơn bão lớn cực kỳ nguy hiểm, theo hãng tin Reuters. NHC cho biết, tính đến 5 giờ chiều 9 tháng 10 giờ địa phương, bão Milton áp sát bang Florida. Chỉ còn cách thành phố Orlando 275 km về phía tây nam, với sức gió gần tâm bão ở mức 195 km/h. NHC dự báo có khả năng sẽ có sự biến động về cường độ khi Milton di chuyển qua phía đông vịnh Mexico, nhưng Milton dự kiến sẽ là cơn bão lớn, nguy hiểm khi nó đến bờ biển phía trung tây Florida. Mang theo mưa và gió mạnh khắp khu vực, bão Milton cũng gây ra một loạt supercell, được mệnh danh là quái vật bầu trời, một loại cơn dông rất mạnh, có cấu trúc đặc biệt phức tạp, có thể tạo ra lốc xoáy, quét qua phía nam của bang Florida. Cơ quan thời tiết quốc gia tại Miami quan sát thấy có ít nhất 4 cơn lốc xoáy, bao gồm một cơn lốc xoáy nhiều vòng xoáy, vào đầu buổi chiều khi các nhà khí tượng học thông báo. Nước dâng do bão bắt đầu tràn vào dọc theo bờ biển phía tây nam Florida. Do đó, song song với cảnh báo bão và nước dâng do bão đã được ban hành tại nhiều địa điểm trước đó, nhà chức trách ban hành cảnh báo lốc xoáy ở nhiều thành phố. Cảnh báo bão có hiệu lực đối với bờ biển phía tây Florida, từ bãi biển Bonita về phía bắc đến sông Suwannee, bao gồm vịnh Tampa và bờ biển phía đông của bang này, từ ranh giới quận San Lucie, Martin về phía bắc đến bãi biển Ponte Vedra. Mối đe dọa nước dâng do bão là mối lo ngại lớn đối với bờ biển phía tây Florida. Ngoài cảnh báo bão, cảnh báo nước dâng do bão có hiệu lực từ Flamingo về phía bắc đến Yankeetown, bao gồm cảng Charlotte và vịnh Tampa. Ngoài ra, cảnh báo nước dâng do bão cũng có hiệu lực đối với bờ biển phía đông Florida. Sóng biển cũng đang dâng cao ở phía tây nam Florida. Một số khu vực được dự báo sẽ có sóng cao hơn 3 mét trong đêm 9 tháng 10. Cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ NOAA dự báo có một con sóng cao hơn 8,5 mét gần tâm bão. Bão Milton có thể khiến nước biển dâng từ 2,7 đến 4 mét ở nhiều khu vực và gây ra lượng mưa từ 150 đến 300 mm. Thậm chí có một số điểm còn có thể ghi nhận lượng mưa lên đến 450 mm. Bão Milton sẽ duy trì cường độ khi đi qua hết bán đảo Florida và đe dọa các bang khác ở bờ đông nước Mỹ. Trong khi bão Milton áp sát bang Florida, các nhà dự báo bão cũng lo ngại về nguy cơ cơn bão mới ở Đại Tây Dương hình thành. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, cơ quan này đang theo dõi 3 hệ thống khác ở Đại Tây Dương có khả năng hình thành cơn bão mới trong 48 giờ tiếp theo đó.
Cơn bão có sức gió duy trì tối đa là 260 km/h. Tính đến 23 giờ giờ địa phương ngày 8 tháng 10, bão Milton cách thành phố Tampa, bang Florida 650 km về phía tây nam. Bão đang di chuyển về phía Florida với vận tốc 19 km/h. Tình trạng khẩn cấp được ban bố ở hàng chục hạt của bang Florida và các cuộc sơ tán đang diễn ra khiến các tuyến đường lớn tắc nghẽn. Trong khi đó, 26 chiếc trực thăng MH-60R Sea Hawk của Hải quân Mỹ và khoảng 200 nhân viên từ căn cứ hải quân Mayport cùng với căn cứ không hải quân Jacksonville, Florida đã di rời đến căn cứ không quân Maxwell để chuẩn bị ứng phó với cơn bão Milton. Máy bay và nhân viên quân sự sẽ ở lại căn cứ không quân Maxwell cho đến khi tình hình ở Florida an toàn. Cảnh tan hoang sau khi siêu bão Helene quần thảo nước Mỹ. Vào cuối ngày 26 tháng 9 theo giờ Mỹ, siêu bão Helene đã đổ bộ vào khu vực đông nam của nước Mỹ với cường độ bão cấp 4. Ước tính đã có ít nhất 45 người thiệt mạng trong cơn bão quái vật này. Sau khi đổ bộ vào bờ biển phía tây bắc bang Florida với sức gió duy trì mạnh nhất 225 km/h, Helene suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đi qua bang Georgia vào sáng 27 tháng 9. Theo Reuters, Helene là một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Mỹ. Trong số nạn nhân, có người ở Florida bị một biển báo rơi trúng xe, có nhiều người thiệt mạng do lốc xoáy, cây gãy đổ. Đến sáng 27 tháng 9 giờ địa phương, khoảng 1,1 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp ở Florida không có điện. Bang South Carolina báo cáo 1,4 triệu vụ, Georgia hơn 1 triệu vụ và North Carolina có khoảng 704.000 vụ. Nhiều vùng tại các bang Tennessee, Kentucky và Virginia cũng rơi vào cảnh mất điện. Những video ghi cảnh mưa như chút nước đổ xuống thành phố Perry, bang Florida, gần nơi bão Helene đổ bộ xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Gió giật tung lớp ván tre của các tòa nhà. Nhiều khu vực hiện ngập lụt nghiêm trọng do mưa bão nên chưa thể đánh giá đầy đủ về thiệt hại tài sản hoặc thương vong. Tại một khách sạn ở Valdosta, Georgia, anh Fermin Herrera, 20 tuổi, chú bão cùng vợ và con gái 2 tháng tuổi vì lo sợ cây đổ vào nhà. Chúng tôi nghe thấy tiếng ầm ầm, anh Herrera nói. Lúc đầu chúng tôi không nghe thấy gì cả. Một lúc sau, tiếng động ngày càng mạnh hơn, như kiểu máng nước đập vào cửa sổ vậy. Chúng tôi quyết định sơ tán. Gần đó, hàng chục người chen chúc trong sảnh khi những cơn gió rít bên ngoài. Không có điện nên đèn khẩn cấp, đèn pin và điện thoại di động chiếu sáng khắp hành lang. Bên ngoài phủ đầy mảnh vỡ từ mái nhà. Bang Georgia mở cửa công viên để sơ tán người và vật nuôi, bao gồm cả ngựa. Giới chức áp lệnh giới nghiêm qua đêm tại nhiều thành phố và quận phía nam Georgia. Atlanta đang trong tình trạng cảnh báo khẩn cấp về lũ quét. Ngoài Florida và Georgia, lượng mưa lên tới 254mm đã đổ xuống khu vực miền núi bang North Carolina. Dự báo lượng mưa có thể lên tới 355mm, có khả năng gây lũ lụt nghiêm trọng nhất tại đây trong thế kỷ qua. Bão Helene đổ bộ vào khu vực Big Bend, bang Florida, Mỹ với cường độ cấp 4 tối 26 tháng 9 giờ địa phương sau khi mạnh lên nhanh chóng trên vùng biển Vịnh Mexico. Bão Helene mạnh lên thành bão cấp 4 trên vùng biển ấm kỷ lục của Vịnh Mexico và tiếp tục mạnh lên khi tiến nhanh về phía đất liền ở phía nam, đông nam, Tallahassee. Quan chức bang Florida kêu gọi người dân tuân thủ lệnh sơ tán bắt buộc hoặc đối mặt với các điều kiện đe dọa tính mạng khi cơn bão Helene đổ bộ. Theo Trung tâm Bão Quốc gia NHC, tâm bão Helene đổ bộ ngay phía đông cửa sông Auxilla khoảng 23 giờ 10 phút ngày 26 tháng 9 giờ địa phương. Sức gió mạnh nhất duy trì ở mức 225 km/h. Trong khi đó, mưa lũ đã gây ảnh hưởng ở dãy Appalachian với tổng lượng mưa ở phía tây của bang Bắc Carolina dự kiến khoảng 381mm. Lượng mưa như vậy sẽ gây ra lở đất và lũ lụt nghiêm trọng. Vịnh Tampa cũng được dự báo sẽ chứng kiến một trong những đợt chiều cường kinh hoàng nhất từng được ghi nhận, lên tới 2,4m. Mưa lớn làm ngập lụt các tuyến đường, buộc đóng cửa trường học và sân bay, khiến khoảng 698.700 ngôi nhà và doanh nghiệp không có điện ở Florida, nơi đã được ban bố tình trạng khẩn cấp. Trước đó, chính quyền bang Florida cũng đã cung cấp xe buýt để sơ tán người dân khỏi khu vực Big Bend, nơi sinh sống của khoảng 832.000 người, và đưa họ đến nơi trú ẩn tại Tallahassee. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!